Á quân The New Mentor bị che giả tạo, không có khả năng lãnh đạo khi thi Miss Cosmo Việt Nam. Vũ Thúy Quỳnh được đánh giá là thí sinh tiềm năng cho vương miện Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam 2023. Tuy nhiên, ở tập truyền hình thực tế mới nhất, khán giả phát hiện khả năng yếu kém của Thúy Quỳnh trong việc lãnh đạo. Vũ Thúy Quỳnh từng xuất sắc đạp Á quân The New Mentor 2023 khi vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký như Lâm Châu, Trà My để lọt top 5 chung cuộc. Dù trong suốt quá trình thi, người đẹp đến từ Điện Biên không có nhiều nổi bật so với dàn thí sinh còn lại, thậm chí được nhận xét là có phần hơi nhạt. Tuy nhiên, với nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình khỏe khoắn cực chuẩn thì Vũ Thúy Quỳnh vẫn luôn có một lượng khán giả yêu thích nhất định. Trong tập phát sóng mới nhất của truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Vũ Thúy Quỳnh gặp mâu thuẫn gây tranh cãi với Cao Thiên Trang. Cụ thể, để thực hiện nhiệm vụ, 55 thí sinh được chia thành 4 đội với sự dẫn dắt của các đội trưởng. Vũ Thúy Quỳnh là một trong 4 đội trưởng đó, còn người đảm nhiệm vai trò project leader, người lên kế hoạch và dẫn dắt dự án là Cao Thiên Trang. Không ngoài dự đoán, phần thi về kỹ năng làm việc nhóm là một thử thách lớn đối với các thí sinh khi phải dung hòa giữa cái tôi cá nhân và tập thể. Rất nhiều mâu thuẫn tranh cãi và bất đồng ý kiến đã xảy ra. Đặc biệt, spotlight của tập 4 thuộc về hai thí sinh nổi bật của mùa giải năm nay, đó là nữ hoàng drama truyền hình thực tế Cao Thiên Trang và người đẹp Điện Biên Vũ Thúy Quỳnh. Trong phần chuẩn bị cho sự kiện, đội trưởng nội dung Vũ Thúy Quỳnh do mải mê cải thiện clip giới thiệu dự án nên đã quên không đeo bộ đàm. Điều này khiến project leader Cao Thiên Trang không thể liên lạc với team nội dung để làm việc. Khi Cao Thiên Trang trao đổi lại với team Vũ Thúy Quỳnh, cô tỏ ra rất bực bội và bất lực khi phải giải thích cách vận hành của một sự kiện cho các thành viên team này. Theo đó, Cao Thiên Trang yêu cầu Vũ Thúy Quỳnh đeo bộ đàm và team work với các bộ phận khác để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong sự kiện này. Tuy nhiên, có vẻ như Vũ Thúy Quỳnh đã để lộ ra khuyết điểm về lãnh đạo và tính chuyên nghiệp trong thực hiện một sự kiện, nên cô tỏ ra khá lúng túng và không biết phải làm sao với yêu cầu của đàn chị. Vũ Thúy Quỳnh lúc này chỉ muốn tránh tranh cãi và tập trung hoàn thành tốt nhất clip. Em không muốn phải tranh cãi một cách gay gắt như thế, cô nói. Còn Cao Thiên Trang muốn các bạn hiểu về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp và bắt kịp tiến độ chương trình, chấp nhận đóng vai ác để có thể hoàn thành dự án tốt nhất. Góp mặt trong drama giữa Cao Thiên Trang và Vũ Thúy Quỳnh còn có thí sinh Trần Minh Quyên. Sau khi chứng kiến thái độ gay gắt của Cao Thiên Trang, Trần Minh Quyên vừa định lên tiếng bênh vực Vũ Thúy Quỳnh thì lập tức đứng hình vì bị Cao Thiên Trang ngắt lời: "Xin lỗi mọi người, chị chỉ nói chuyện với Quỳnh thôi." Bên cạnh đó, Trần Minh Quyên cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình. Tại sao mình không chọn cách vui vẻ hòa đồng với nhau, mình đang thi hoa hậu mà, hay biết điều còn hơn biết nhiều. Mà tranh cãi của hai thí sinh càng khiến không khí giữa các thí sinh trở nên căng thẳng khi chỉ còn vài tiếng trước giờ sự kiện diễn ra. Sau khi tập 4 phát sóng, Cao Thiên Trang bỗng được khen ngợi vì vai ác của mình. Khán giả tỏ ra cực kỳ đồng cảm với bức xúc của Cao Thiên Trang lúc đó và nhìn thấy nhiều điểm thiếu sót của Vũ Thúy Quỳnh. Người đẹp Điện Biên nói rằng cô bị tổn thương, không thích thái độ gay gắt của Cao Thiên Trang. Đến tập cuối, Thúy Quỳnh đã gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, khán giả lại cho rằng cô đang cố gắng vào vai nạn nhân. Người mà cô nên xin lỗi nhất là Cao Thiên Trang thì lại bị cho rằng có hành động thái quá, dù cách làm việc của đàn chị rất chuyên nghiệp. Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 đến từ Điện Biên. Những năm qua, cô là một gương mặt nổi bật đại diện cho vùng đất phía Tây Bắc chinh chiến tại nhiều đấu trường nhan sắc lớn. Từ đầu chương trình đến nay, Thúy Quỳnh luôn thể hiện sự quyết tâm khi tham gia chương trình. Cùng với đó là một phong độ nhất định được cô duy trì từ đầu chương trình đến nay. Tuy nhiên, khi tập 4 lên sóng đã xuất hiện rất nhiều ý kiến tiêu cực về năng lượng và cách hành xử của cô. Khán giả nghi ngờ về khả năng lãnh đạo dù Thúy Quỳnh trưởng thành từ chương trình truyền hình thực tế The New Mentor và còn xuất sắc giành giải Á quân 3.